Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 98 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 98 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Bạch Nam Hiên tế khởi tranh cuốn của mình. Như trước, hắn lẩm nhẩm không ngừng, dường như đang tìm tư liệu về cự thú và ưu đàm hoa cùng với Bắc Hải bí cảnh vậy. Bức họa trục này của hắn bao hàm toàn diện, bên trong gần như cái gì cũng có, tuy nhiên kiểm tra thì lại rất là phiền phức. Mà Trung Châu Hạ Gia, Đại Đường Tiên Sách Phủ cùng với các cao thủ thánh địa, chính ma, yêu và tam đại ma cung lúc này đã ngừng thở. Không ai dám quấy rầy sáu đầu cự thú này. Chỉ trơ mắt nhìn chúng kéo xích sắt đi tới ưu đàm hoa. Ầm vang một tiếng, xích sắt này rốt cuộc cũng kéo được tới cuối. Chỉ thấy sáu sợi xích sắt này bị kéo căng, hư không run rẩy kịch liệt, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Chỉ thấy một khối lục địa màu sắc vàng óng đột nhiên đánh vỡ hư không, xuất hiện ra một góc thật lớn bên trên Bắc Hải băng nguyên. Sáu đầu cự thú lại tiếp tục di chuyển về phía ưu đàm hoa. Thể tích khối lục địa vàng óng này càng ngày lại càng lớn, nó giống như một tấm vàng khối xuất hiện trên bầu trời, làm Bắc Hải băng nguyên rộng lớn hơn 10.000 dặm bị che lấp đi một nửa. Khối lục địa thật lớn này vừa mới xuất hiện lập tức quấy nhiễu tới trọng lực ban đầu của Bắc Hải băng nguyên, làm cho người ta có cảm giác không trọng lực rất là kỳ lạ. Đây là Bắc Hải bí cảnh, là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên mà Nghệ Hoàng thời Đại Thương sưu tập được, một khóc của viễn cổ thiên giới. Sáu đầu cự thú rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh ưu đàm hoa, dừng chân lại, mở mồm nuốt ăn đóa hoa. Chỉ thấy chúng nó mỗi khi nuốt vào một mảnh hoa, ưu đàm hoa lại tự động sinh ra một mảnh khác, rất là thần kỳ. Bắc Hải bí cảnh đã mở, phía trên lục địa này đó là mảnh vỡ Thế Hoàng Thiên. Không biết là ai kêu lớn, dẫn đầu hướng tế tòa Bắc Hải bí cảnh mà bay đi. Những người khác đều xuất động, lần lượt phi thân dựng lên hướng tới đại lục màu vàng trong không trung mà bay tới. Ta tìm được rồi, Bạch Nam Yên hoan hô một tiếng, chỉ vào một đoạn yêu văn bên trong bức họa cuốn rồi cười nói. Sư tôn ta nói, yêu đầm hoa 500 năm mới nở ra một hoa, chỉ nở tại ban đêm thôi, mỗi lần nở rất ngắn, chỉ có 2 canh giờ, cho nên gọi là phủ dung sớm nở tối tàn. Tuy nhiên, đối với yêu đầm hoa mà nói, ban đêm của nó là cực dạ, ban ngày của nó là mặt trời không lặn, đều có nửa năm thời gian, mà 2 canh giờ chính là trên dưới 2 tháng. Cũng tức là nói, yêu đầm hoa vẫn sẽ nở rộ trong 2 tháng tới. Sáu đầu cự thú này sẽ ăn trong 2 tháng. Trong 2 tháng này, Bắc Hải bí cảnh vẫn sẽ xuất hiện. Yêu đầm hoa sau khi héo tàn, cự thú trở lại ổ, Bắc Hải bí cảnh mới biến mất đi kìa. Diệp Húc không nói gì, chỉ lên không trung, bất đắc dĩ mà nói. Bạch huynh, Bắc Hải bí cảnh đã xuất hiện rồi kìa. Sao? Nhanh như vậy sao? Bạch Nam Hiên đúng là hồn nhiên, không phát hiện, ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi hoảng sợ. Trên đỉnh đầu của hắn, Thái Hoàng Thiên mảnh vỡ triển lộ ra một góc lên to lớn không thể đo lường được rồi. Đây là một góc của mảnh vỡ, không biết Thái Hoàng Thiên đầy đủ thì sẽ khổng lồ tới mức như thế nào đây. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, lập tức ném Bắc Hải bí cảnh Thái Hoàng Thiên này ra sau đầu, tiếp tục mở bức họa cuốn. Hắn cười nói, ta biết nguyên nhân những cựu thú này sống lâu rồi, thời gian của chúng nó khác với chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, một ngày là một ngày, 365 ngày là một năm. Nhưng đối với những viễn cổ cựu thú này, một khi mặt trời không lặn thì là một ngày, cực dạ là một đêm. Một năm của chúng ta mới là một ngày của chúng, mà 500 năm mới là hơn một năm. Bạch huynh này, mắt không xem, tai không để ý bốn phương, một lòng một dạ chui vào trong cuốn thi họa. Thật không ngờ lại không thèm lưu ý tới Bắc Hải bí cảnh xuất hiện long trời lở đất ra sao. Hắn không ngờ có thể sống tới hiện giờ, thật sự là kỳ tích mà. Thành đế môn môn chủ mà tại làm sao lại yên tâm cho con một sách như hắn đi ra ngoài chứ. Diệp Phúc đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Bạch Tam Hiên,
quan tài cuồn cuộn nổi lên, hướng tới Bắc Hải Bí Cảnh trên không trung mà bay đi. Bạch Nam Hiên còn bị hắn nắm ở trong tay, nhưng vẫn là thỏa cuốn, tiếp tục nói. Cho nên đám cự thú này sống lâu tới đáng sợ, hơn nữa còn có yêu đàm hoa, cái loại dị hoa kéo dài mạng sống cho chúng, đủ cho thọ nguyên của chúng còn muốn lâu hơn cả thiên đế. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ mà. Nếu ta có thể sống thời gian dài như vậy thì thật là tốt biết bao. Nghệ Hoàng, thực sự giấu ba đỉnh thiên địa dương của Hạ gia ở địa phương này hay sao? Diệp Phúc ý nghĩ trong đầu hiển nhiên khác với hắn con một sách Bạch Tam Hiên này. Chỉ có 2 tháng, chỉ sợ không thể tìm tòi hết mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này một lần được. 6 đại cự thú sau khi trở lại tổ huyệt ngủ đông, phiến Bắc Hải bí cảnh này chỉ sợ cũng sẽ biến mất trong hư không. Nếu như muốn tới thăm dò bí cảnh này, chỉ sợ cũng phải đợi thêm 500-600 năm nữa. 500 năm đối với một người bình thường mà nói thì cốt đã sớm hư thối. Cho dù là vu sĩ, thọ nguyên lâu dài, 500 năm cũng không phải là một con số nhỏ, đủ khiến cho một vu sĩ nguyên đan kỳ chết già. Diệp Phúc không muốn đợi thêm 500 năm nữa. Hắn vừa mới bay tới phía trên phiến lục địa màu vàng này, lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, gần như có một loại áp lực gần với khi ở bản Hoàng Lăng chấn áp thân thể, nguyên thần của hắn, đưa hắn từ trên cao rơi xuống mặt đất, không thể phi hành. Nơi này là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, từng là một góc của Tam Thập Tam Thiên Giới, thiên nhiên tràn ngập một cỗ uy áp dũng mãnh. Vu sĩ tam đan cảnh, tam thai cảnh bình thường tới nơi này chỉ sợ bị đè chết tại chỗ luôn. Cho dù là cao thủ tam dương cảnh bình thường đi tới nơi này, thân thể cũng bị thu nhỏ lại, nửa bước khó đi. Diệp Phúc và Bạch Tam Hiên cũng không phải là vu sĩ tam dương cảnh bình thường. Thân thể Diệp Phúc mạnh mẽ vô song, tu vi không kém chút nào so với cao thủ tam thần cảnh như là Thái Tử Hy. Mà Bạch Nam Hiên là yêu tộc, thân thể tiên thiên mạnh mẽ, tu vi cũng không kém Diệp Phúc là mấy. Hai người có thể chịu được uy áp của Thái Hoàng Thiên, thực lực cũng có thể phát huy được tận tình. Già La Minh Tôn tự nhiên lại càng không cần phải nói đến. Hắn là đại minh tôn vương của Diêm La Ma Điện, hàng cổ ma vực, thực lực hơn Diệp Phúc hàng nghìn hàng vạn lần. Chút áp lực này đối với hắn gần như là không tồn tại. Tuy nhiên, cho dù là Diệp Phúc, Bạch Tam Hiên tồn tại mạnh mẽ như vậy ở phiến mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này cũng không thể bay được, mà chỉ có thể đi bộ. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy phiến đại lục màu vàng kim này hình thành ra những loại cây cối, hoa cỏ kỳ lạ khắp nơi, cực kỳ cao lớn. Mà trên bầu trời thì có một vòng mặt trời chói chang treo cao trên trời. Nơi này cũng có những dãy núi, con sông cực kỳ khổng lồ. Bọn họ dường như đi tới một thế giới của người khổng lồ vậy. Mặt trời sáng tỏ, phiến đại lục này không ngờ tự có một vòng mặt trời chói chang cho mình. Mặt trời quay xung quanh khối đại lục này, có thể thấy được mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này tới tột cùng là lớn như thế nào. Thành đế tại thượng, tại sao nơi này lại có dư thừa linh khí tinh thuần như vậy đây? Bạch Nam Hiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy giống như được ăn một bình linh đan thật lớn, quanh thân trăm ngàn lỗ chân lông đều thông thuận, không khỏi vui vẻ mà nói. Nơi này linh khí tinh thuần như vậy, thuần dương no đủ, không có một chút tạp chất nào. Nếu như tu luyện ở địa phương như này, chỉ sợ hơn các nơi khác ngàn vạn lần kia. Chỉ sợ vô sĩ tu luyện tới tam dương cảnh, căn bản không cần dùng sát khí tẩy lễ, mà trực tiếp có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Diệp Phúc lúc này cũng hít một hơi dài, không khỏi lộ ra dị sắc. Linh khí nơi này đích xác là thuần dương no đủ. Nếu có người ngay từ đầu tu luyện ở đất này, chỉ sợ khi tu hành tới tam dương cảnh, nguyên thần nguyên thai của hắn đều là trạng thái thuần dương, căn bản không cần mà dùng sát khí tẩy lễ. Phải biết rằng vu sĩ bình thường tu luyện, cho dù là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, hấp thu linh khí và tinh lực cũng không phải là tinh thuần như một, trời sinh đã chứa đủ loại tạp chất. Những tạp chất này tích xúc trên cơ thể người, đợi khi vu sĩ tu luyện tới tam dương cảnh, những tạp chất này sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho bọn họ khi dưỡng dục nguyên thần. Bởi vậy tu sĩ tam dương cảnh cần phải tìm sát khí khắp nơi, dùng sát khí tẩy rửa nguyên thần, nguyên thai, thậm chí là thân thể. Tuy nhiên, một vu sĩ vừa tiến vào tam chân cảnh ở trong này tu luyện, nói cách khác nguyên thần nguyên thai của hắn từ đầu tới cuối thủy chung vẫn là thuần dương no đủ, trực tiếp trở thành đại vu tam thần cảnh, lược bớt đi rất nhiều phiền toái. Nơi này chính là Bắc Hải bí cảnh, mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, chỉ là một mảnh vỡ thiên giới mà thôi, nhưng linh khí tràn ngập đã là một loại của cải khó có thể tưởng tượng được rồi. Đây là linh khí do thuần dương linh mạch bậc 9 phát ra. Già La Minh Tôn đẩy quan tài ra, thò cái đầu ngửi một cái thật sâu, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, trầm giọng mà nói: linh mạch bậc 9, trời sinh là trạng thái thuần dương, loại linh khí này thiên hạ hạn hữu, không có một chút tạp chất nào cả, chính là căn bản của các thánh địa, các tộc,
Các thánh địa phần lớn có được một thuần dương linh mạch bậc 9, liền có thể đứng sừng sững ngàn vạn năm không đổ. Chỉ có linh mạch thuần dương bậc 9 mới có thể làm cho người ta đột phá nhân hoàng, thành tựu nhân hoàng, thậm chí luyện chế ra cấm bảo. Cũng cần phải có một đầu thuần dương linh mạch bậc 9 đánh vào bên trong cấm bảo mới khiến cho cấm bảo có được lực lượng không thể tin nổi. Diêm La thần điện của ta có được một thuần dương linh mạch bậc 9, đáng tiếc ta còn chưa có tư cách sử dụng. Nếu không lão tưởng lúc này đã sớm là nhân hoàng rồi kìa. Mà không biết chúng ta có thể tìm được một thuần dương linh mạch bậc 9 không đây. Diệp Húc không khỏi chờ mong vạn phần, hắn cười nói. Già La Minh Tôn không kìm nổi mà đã kích hắn. Nếu có thuần dương linh mạch còn tới được tay người hay sao? Đã sớm bị cường giả Trung Châu họa ra thu đi rồi kìa. Ta phỏng đoán nơi đây sở dĩ tràn ngập thuần dương linh khí, hẳn là có một thuần dương linh mạch bậc 9 bị phá nát kìa. Linh khí dây dụng bên trong thiên địa, mọi người không cần phải lãng phí, hấp thụ nhiều một chút đi. Hắn còn chưa kịp nói xong, Diệp Húc đã tới Khởi Ngọc Lâu. Trong lâu truyền tới hấp lực thật lớn, điên cuồng thổi quét thuần dương linh khí. Dù là thiên địa tháp lại được tế khởi, giống như hai ống thông gió, làm cho thuần dương linh khí xung quanh vài trăm dặm trở thành hư không. Diệp Húc ra tay cực nhanh, Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp hút mạnh, khiến cho Già La Minh Tôn và Bạch Nam Hiên trợn mắt nhìn chân chối. Sau một lúc lâu, không nói ra được câu nào. Còn bà nó chứ, cùng ở một chỗ với tiểu tử này, xuống tay phải sớm một chút, nếu không ngay cả canh cũng không có mà hút kìa. Già La Minh Tôn từ trong quan tài nhảy ra, căm tức mà nói. Bạch Nam Hiên chính là vô sĩ yêu tộc, không có Ngọc Lâu hay Bảo Tháp, chỉ có trơ mắt nhìn Diệp Húc thổi quét thuần dương linh khí, buồn bực vạn phần mà nói. Diệp huynh, người khác chỉ có một tòa Ngọc Lâu hoặc là một tòa Bảo Tháp thôi, thế nhưng người không ngờ làm sao lại có hai tòa mang theo nghịch ngợm nữa chứ. Ồ, chất lượng của linh khí đích xác là rất cao. Diệp Húc làm cho thuần dương linh khí phạm vi vài trăm dặm trở thành hư không, chỉ thấy Ngọc Lâu của mình hấp thu những thuần dương linh khí này, phát ra tiếng răng rắc. Thật không ngờ lại trưởng thành thêm một tầng, hóa thành 6 tầng động thiên nguyên hóa hắc Ngọc Thiên Tinh Lâu. Không khỏi vui sướng vạn phần, hắn cười nói. Ngọc Lâu của hắn ở Quan Tinh Phong hấp thụ linh khí mấy tháng trời mới trưởng thành 5 tầng Ba La Diệu Thiện Hắc Ngọc Lâu. Hiện giờ ngắn ngủi một lát đã hấp thụ nhiều thuần dương linh khí như vậy, không ngờ liên tục đột phá 4 tiểu phẩm bậc, tăng một đại phẩm bậc, thực sự là khiến cho hắn rất vui vẻ. Thuần dương linh khí này phẩm bậc rất cao, nếu là linh mạch bình thường, cho dù là linh mạch bậc 5, bậc 6, chỉ sợ cũng không đủ cho Ngọc Lâu của hắn nâng cao nhanh như vậy. Chỉ có bậc thuần dương linh mạch bậc 9 này tản mát ra linh khí mới có thể nâng cao được phẩm chất Ngọc Lâu của hắn một cách nhanh chóng. Không phải nói nhân loại khi trở thành vũ sĩ, Ngọc Lâu hoặc Bảo Tháp liền định hình hay sao? Diệp huynh, Ngọc Lâu làm sao có thể trưởng thành được vậy? Bạch Nam Hiên hiếu kỳ mà nói. Hắn là vũ sĩ yêu tộc, trời sinh đã không có khả năng đạt được thiên đạo kế thừa. Đúng là đối với Ngọc Lâu và Bảo Tháp của vũ sĩ nhân loại cũng không rõ ràng cho lắm, cũng không quá kinh ngạc. Già La Minh Tôn chính là ma tộc, hoàng tộc, ma tộc vũ sĩ cũng không đạt được Ngọc Lâu hoặc là Bảo Tháp, không được thiên đạo kế thừa. Hắn cũng không có kết giao nhiều lắm với nhân loại vũ sĩ, cũng không biết loại chuyện Ngọc Lâu Diệp Húc có thể trưởng thành trọng yếu như thế nào. Bởi vậy, đúng là đối với bí mật của Diệp Húc cũng hồn nhiên không để ở trong lòng. Hắn cười ha hả nói. Hơn phần nữa là một loại Ngọc Lâu kỳ lạ do thiên đạo truyền thừa rồi. Diệp lão đệ trên người cũng có không ít bí mật đâu. Ta nguyên tưởng rằng tu vi của hắn sẽ dừng lại ở tam dương cảnh, hiện giờ xem ra tiểu tử này hơn phân nửa có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao hơn, thậm chí không chừng có thể dẹp ngang được đại tôn ta kìa. Đột nhiên từ sâu trong mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên truyền tới tiếng thú hô liên tiếp, thanh âm cực kỳ to. Nghe thấy thanh âm này có thể tưởng tượng ra tiếng giống của yêu thú phát ra, thể tích tất nhiên là không nhỏ, thậm chí có khả năng là viễn cổ cự thú. Diệp Phúc trong lòng nao nao nói, chẳng lẽ trong Bắc Hải Bí Cảnh cũng có yêu thú hay sao? Cố đại lục này từng là thiên giới, bên trong sung mãn thần bí, đối với bọn họ mà nói đã là một kỳ ngộ thật lớn, đồng thời cũng có nguy hiểm rất lớn. Bạch huynh, ta cần mở ra Ngọc Lâu tầng thứ 5, đạt được công pháp tu luyện tam dương cảnh. Ngọc Lâu của ta liền giao cho ngươi xử lý vậy. Bạch Lam Hiên còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Húc tâm niệm vừa động, thu hồi Di La Thiên Địa Tháp, động thiên nguyên hóa hắc Ngọc Thiên Lâu dừng ở trên đỉnh đầu của Bạch Nam Thiên, thân hình kẽ động tiến nhập vào bên trong Ngọc Lâu. Cho tới nay Diệp Húc rất nhiều chuyện phải làm, hắn nguyên bản tính toán thu nhập thiên địa cửu sát, sau đó lại mở ra Ngọc Lâu tầng thứ 5, đạt được tâm pháp tam dương cảnh. Tuy nhiên tới Bắc Hải Bí Cảnh rồi, nơi nguy hiểm như vậy,
nếu thực lực không đủ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết đi. Bởi vậy, hắn không có cảm giác được một loại cảm giác gấp gáp. Tính toán hiện tại, lập tức tìm được tâm pháp tu luyện Tam Dương. Minh Tôn à, ta hiện tại nhìn giống như một vũ sĩ ma đạo không vậy? Bạch Nam Hiên ngẩng đầu, đánh giá Ngọc Lâu trên đỉnh đầu của mình, cười ha hả mà nói. Không giống. Già La Minh Tôn khép quan tài lại, thanh âm từ trong quan tài truyền tới, nhỏ giọng mà nói. Lão Bạch, có người tới kìa. Bạch Nam Hiên trong lòng rùng mình, vội vàng nhìn quét khắp nơi, đột nhiên xa xa truyền tới tiếng vang. Chỉ thấy hai gã vũ sĩ trẻ tuổi được một lão già xuất lĩnh đi tới. Hai người trẻ tuổi này trên đỉnh đầu có bảo tháp cao tới hơn 10 trượng, thụy khí ngàn cảnh, nhẹ nhẹ phả ra từng đợt, cực kỳ mỹ quan. Mà phía sau bọn họ thì phân biệt xuất hiện một vòng thái cực âm dương ngư thật lớn, thay đổi qua lại không ngừng. Về phần lão giả kia, hắn tự cho rằng mình cực cao, cũng không có tới khởi ra bảo tháp bản thân. Tu vi của ba người này không kém, hai người trẻ tuổi đã tu luyện tới tam thần cảnh hóa thần kỳ, mà lão giả thì tu luyện tới hợp thể kỳ. Bọn họ hẳn là cao thủ đại hán Nho Vu Thái Cực Tông, khí thế làm cho người ta có cảm giác kỳ lạ, luân hồi không thôi. Bạch Nam Hiên nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ. Hóa ra là cao thủ chính đạo Thái Cực Tông. Nếu là người chính đạo, như vậy chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Sao? Hóa ra là một thằng nhóc ma đạo. Người áo xanh trẻ tuổi trong đó nhìn thẳng vào Bạch Nam Hiên, cười lạnh mà nói. Khó trách sẽ tới khởi Ngọc Lâu, làm thuần dương linh khí thử quét không còn. Sư thúc à, thằng nhé này một mình, bằng không những cơ hội xử lý hắn ta đi. Bạch Nam Hiên hoảng sợ, lắp bắp nói. Vị sư huynh này, chúng ta giảng đạo lý đi. Tặc tử ma đạo, mỗi người đều muốn giết, người nào nói chuyện đạo lý với người đây? Một thanh niên áo vàng khác cười lạnh mà nói. Lão giả thản nhiên cười, nhỏ giọng. Ma đạo không ngờ cũng muốn nói chuyện đạo lý với chính đạo sao? Chuyện này lão phu lần đầu tiên gặp được nha. Thú vị, thú vị. Chư vị, làm gì phải bức người như vậy? Bạch Nam Hiên không khỏi đầu lớn như cái đấu, truyền âm vào bên trong quan tài, hỏi Già La Minh Tôn nói. Minh Tôn, ta lần đầu đi ra ngoài, không thông đạo lý đối nhân xử thế, sợ nói sai thì đắc tội với người. Diệp huynh là người nhân hậu, hắn gặp chuyện này thì phải xử lý như thế nào? Già La Minh Tôn sắc mặt quái dị. Lão Bạch, ngươi xác nhận ngươi muốn học tập Diệp lão đệ sao? Tất nhiên rồi, Diệp huynh đạo đức tốt, chính là tấm gương cho ta. Ta từng nghe nói người trên giang hồ, bất cứ kẻ nào nhắc tới tên hắn cũng phải giơ ngón tay cái lên mà. Bạch Nam Hiên thành thành thật thật nói. Một khi đã như vậy, đại tôn ta nói một câu, ngươi liền học một câu. Ta sẽ cho ngươi biết phong cách hành xử của Diệp lão đệ. Già La Minh Tôn buồn cười, cười ha hả nói. Ngươi hiện tại ngẩng đầu, ánh mắt phải ngạo mạn, cực độ ngạo mạn vào, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đúng 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 đúng, là như vậy đấy. Sau đó nói với bọn chúng như thế này. Các ngươi là muốn chết sao? Bạch Nam Hiên lặp lại những lời này của hắn, lập tức liền hối hận. Chỉ thấy ba cao thủ Thái Cực Tông giận tím mặt, đều gầm lên, đủ loại vô pháp vô bảo che chở phủ đất của Thái Cực Tông hướng tới hắn mà đập. Khốn kiếp, làm can. Người trẻ tuổi kiêu ngạo, giọng điệu ngông cuồng. Lão phu ngược lại nhìn xem là ai muốn chết đây. Bạch Nam Hiên sắc mặt đỏ lên, vội vàng tiến khởi tranh cuộn. Chỉ nghe thấy tiếng rầm vang lên, bức họa cuộn tròn triển khai, hóa thành một bức tranh vẽ dài tới hơn 10 dặm. Trong đó, vô số yêu văn xuất động, tràn ngập ra khí tức thần bí. Đại vu tam thần cảnh Thái Cực Tông phát ra vu pháp, vu bảo oanh lên trên mặt bức tranh chữ. Không chỉ có vu pháp bị hấp thu, thậm chí ngay cả vu bảo cũng rơi vào bên trong bức tranh chữ, biến mất không thấy đâu nữa. Chư vị, đây là một hồi hiểu lầm, ta có thể trả lại vu bảo cho các ngươi. Bạch Nam Hiên vội vàng liền biện giải. Trả lại vu bảo cho chúng ta sao? Tiểu tử ngươi còn quá kiêu ngạo, ngươi còn dám làm nhục Thái Cực Tông ta sao? Ba người lại càng thêm tức giận. Phía sau lão giả đồng thời cũng hiện ra một đồ án Thái Cực Âm Dương Ngư. Chỉ thấy ở trung tâm đồ án có hai đầu âm dương ngư chuyển động nhanh chóng, trong đó xuất hiện một bàn tay to bao phủ thiên địa, ngang nhiên hướng tới Bạch Tam Hiên chụp tới. Hắn điểm nhiên nói, nhìn không ra thằng nhãi tiểu ma đầu này tu vi không cao, vu bảo thật ra không tồi, vẫn là giao cho lão phu bảo quản đi thôi. Lão già này thực lực cực cao, chính là đại vu hợp thể kỳ, gần với bá chủ tam tướng cảnh. Chiêu thức này của hắn còn hung hăng hơn trước gấp chục lần. Hiển nhiên không chỉ tính toán thu đi bức tranh này của Bạch Nam Hiên,
thậm chí tính toán mà xử tử hắn. Bạch Nam Hiên vội vàng chống đỡ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Diệp huynh không phải được xưng là nhiệt tình về lợi ích chung, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay sao? Như thế nào lại nói ra những lời như vậy? À đúng rồi, nhất định là Minh Tôn cố ý gạt ta rồi. Mà tộc Đại Minh Tôn Minh Vương quả nhiên không phải là loại người lương thiện gì cả. Bọn họ ở bên ngoài đánh giết đến long trời lở đất, mà Diệp Phúc lại lững thững ở trong ngọc lâu của mình. Lúc này hắn đã đi vào trong ngọc lâu tầng thứ tư, tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, đột phá trở ngại tầng thứ tư, giáng lâm tới tầng thứ năm. Tuy rằng nói ta tu tập Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát của Thủy Hoàng Đế, Kiều Chuyển Nguyên Công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, rồi Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh của Vạn Kiếp Môn và nhiều tâm pháp khác nữa, nhưng tâm pháp căn bản nhất của ta vẫn là đạt được trong ngọc lâu. Chỉ có tâm pháp trong ngọc lâu mới đặc biệt coi trọng là hệ thống tu luyện căn cơ của ta thôi. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy ngọc thụ trong ngọc lâu của hắn hấp thu rất nhiều thuần dương linh khí ở bên trong Thái Hoàng Thiên này. Biến hóa này hoàn toàn khác với trước. Ngọc thụ này dường như cũng chất chứa một tia thuần dương khí, trở nên tươi tốt hơn trước, lại càng thêm giàu sức sống. Xem ra thuần dương linh khí không chỉ nâng cao nguyên thần nguyên thai và thân thể của vô sĩ, đối với ngọc lâu của ta cũng có tác dụng. Ánh mắt của hắn rời khỏi ngọc lâu, đánh giá khắp nơi, chỉ thấy ngọc lâu tầng thứ 5 và thứ 4 của hắn hoàn toàn khác nhau. Tầng thứ 4 trống trơn, ngoại trừ ngọc trụ ra không có vật gì khác, mà không gian tầng thứ 5 lại có một tòa cung điện. Cung điện này giống những bức tường nối liền với nhau, hình thành ra một quần thể thật lớn, giống như một tòa thiên cung thần vương, mà trung tâm của những cung điện này còn có một tòa kim điện thật lớn nữa, cao lớn hơn xa những cung điện khác, tráng lệ phi phàm. Những cung điện khác tồn tại chung quanh là muốn bảo vệ tòa kim điện này, chỉ là muốn đột hiện và bảo vệ uy nghiêm cho tòa kim điện này. Diệp Phúc bay lên, lướt qua cung điện, rút cục cũng đi tới trước tòa kim điện này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đại điện có tấm biển viết ba chữ vàng, dòng bay phượng múa: Thuần Dương Cung. Diệp Phúc nhẹ nhàng đi vào Thuần Dương Cung. Tòa cung điện này tĩnh lặng, không nghe thấy một chút tiếng vang nào, chỉ có tiếng bước chân của mình hắn. Đây là một tòa cung điện rất cổ xưa, có một cây đồng trụ thật lớn, trên mặt đất trải thảm cực kỳ là xa xỉ và hoa lệ, lấy kim ti ngân tuyến dệt thành hai bên, hồng tơ sắc tầm bện thành thảm, mặt trên dệt thành mặt trời, mặt trăng và các vì sao sông núi, cực kỳ là rộng lớn. Diệp Phúc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tấm thảm này lập tức biến mất trước mắt hắn, chỉ để lại sao trời và núi sông vô cùng rộng lớn. Hắn giẫm nát phía trên, dường như đang đạp nát sông núi, sao trời ở dưới chân vậy. Tuy nhiên địa hình miêu tả trên mặt thảm hiển nhiên không phải là vô hoang thế giới của hắn, mà là một thế giới khác, có vẻ cực kỳ xa lạ. Những dãy núi này giống như cung điện, cùng với tòa Thuần Dương Cung này, trong cung bao hàm hết thảy, bao gồm cả tấm thảm dưới chân hắn, dường như đều là do ngọc lâu hấp thu linh khí, lấy linh khí dưỡng dục mà thành, như có thực chất vậy. Nhưng cũng không phải là thực chất, mà là hình thức ban đầu của một kiện vu bảo. Hai bên tấm thảm trên mặt đất còn sắp một loại ngai vàng, bên trên không có một bóng người. Diệp Phúc dẫm lên phiến tinh không sơn hà, sao trời núi sông này, chỉ thấy phía trên là một ngai vàng thật lớn, tượng trưng cho địa vị tôn nghiêm không gì sánh nổi. Ở xa phía trên các ngai vàng khác, phảng phất trên ngai vàng trước mặt Diệp Phúc đột nhiên xuất hiện một người áo trắng trẻ tuổi, ngồi ngay ngắn ngay phía trên ngai vàng. Người trẻ tuổi này hai mắt giống như nhật nguyệt song tinh, rực rỡ vô cùng, khí độ của hắn vô cùng ung dung cao quý. Hắn như thể là một vị thần vương cao cao tại thượng, nắm toàn bộ thiên hạ, nhìn xuống hết thảy từ trên cao. Diệp Phúc trong lòng cả kinh, quét mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy trên các ngai vàng khác cũng có từng bóng người xuất hiện. Những người này thiên kỳ bách quái, hẳn là tới từ các chủng tộc khác nhau, đều nhìn hắn mặt mang ý cười. Những người này giống như một đám âm hồn, nhưng lại lưu lại một loại khí độ tuyệt bá thiên hạ. Tuy rằng không bằng vị thần vương áo trắng kia, nhưng khí thế lại làm cho Diệp Phúc cảm thấy một loại cảm giác bí hiểm, dường như bọn họ đều là bá chủ thế gian độc nhất vô nhị vậy. Vu Hoàng, những người này đều là Vu Hoàng. Tại sao có thời đại lại có gần 100 vị Vu Hoàng đồng thời tồn tại như vậy? Diệp Phúc trong lòng cả kinh, lập tức ổn định lại tâm thần, yên tĩnh chờ xem biến. Hắn thầm nghĩ, nhất định là ảo ảnh do Ngọc Lâu tạo ra rồi. Chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Không sai, rất lâu. Chúng ta đang chờ đợi ngươi thực hiện lời hứa. Nên tới lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi,
đừng quên người đáp ứng chuyện của chúng ta, giải cứu chúng ta kìa. Từng vị vua hoàng lay động trước mắt Diệp Húc, nói với hắn những câu hỏi không rõ ý nghĩa, giống như những tiếng người vô nghĩa. Thanh âm lại dường như rất là xa xăm, lại dường như rất là gần. Những thanh âm này giống như đầu rắn độc liều mạng chui vào trong đầu của hắn, hoặc giống như những con chăn lớn quấn chặt lấy cổ của hắn, khiến cho hắn không thể thở dốc được. Đừng quên, hãy nhớ, hãy nhớ. Vị tần vương áo trắng kia chậm rãi đứng dậy, đi về phía Diệp Húc, mặt mỉm cười, cũng phát ra những âm thanh hết sức vô nghĩa. Ngươi truyền thụ cho trẫm, giờ trẫm trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi. Hắn vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm tới mi tâm của Diệp Húc, nhỏ giọng cười nói: Tỉnh lại đi, đế quân, đừng quên lời hứa của ngươi, hãy mau tỉnh lại đi đế quân. Thân ảnh của những người khác càng ngày càng mờ nhạt, mà bóng dáng của vị thần vương áo trắng này cũng trở thành mờ nhạt, dường như bọn họ chỉ tồn tại trong giấc mộng ảo, hiện tại là lúc Diệp Húc tỉnh lại. Hứa hẹn sao? Lời hứa gì vậy? Diệp Húc chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, trong đầu dường như có cái gì đó đột nhiên nhét vào vậy, gần như là bùng nổ. Hắn khàn giọng nói: Nói cho ta biết, đó là lời hứa gì vậy? Là lời hứa gì? Một tiếng trống vang lên làm cho hắn choáng ngã xuống đất, hoảng hốt nhìn vị thần vương áo trắng đang cúi người ghé vào lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói một câu. Ngay sau đó, vị thần vương áo trắng này biến mất không thấy. Diệp Húc trước mắt một mảnh hắc ám mờ mịt, liền hôn mê đi. Cứu ta, cứu ta sống lại, lục đạo, lục đạo. Tiếng thở dài xuất hiện bên trong Thần Dương Cung thật lâu không dứt. Qua thật lâu sau, Diệp Phúc rốt cuộc cũng tỉnh lại, cua cua cái đầu, ngẩng lên nhìn xung quanh. Chỉ thấy bên trong tòa Thần Dương Điện này trống trơn. Những vị vua hoàng cùng thần vương lúc trước đã biến mất không thấy, chỉ còn lại đồng điện trống không một mảnh, đồng trụ lạnh như băng vậy. Hay đây thật sự là ảo ảnh sao? Diệp Phúc lại cảm thấy có chút không giống. Trong đầu hắn hoàn hàng loạt tin tức nhảy loạn, nhưng hắn cũng cảm giác được một chỉ của vị thần vương áo trắng trước khi biến mất. Trong đầu hắn được đưa vào một đoạn tin tức khổng lồ, tuy rằng chưa sửa lại, nhưng Diệp Húc lại biết đây tuyệt đối là tâm pháp tam dương cảnh. Hắn đi tới bên cạnh ngai vàng cuối đại điện, nhẹ nhàng ngồi xuống cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy ngai vàng này sáng bóng như mới, chiếu rọi gương mặt của hắn. Diệp Húc nhẹ nhàng âu yếm sờ vào ngai vàng, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh lẽo, cảm giác rất lạnh lẽo, giống như làm bằng kim loại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Thần Dương Điện lạnh tanh, chỉ còn lại trên dưới 100 ngai vàng, không một bóng người. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt lướt qua cửa Thần Dương Điện, nhưng phía trước cung điện san sát, không đếm được, lại không bóng người. Nơi này chỉ có một mình hắn, một mình chiếm cứ một mảnh thiên cung, giống như thế giới cung điện. Tường cao đại viện, thiên cung thâm trầm, tịch mịch, cảm giác hết sức tịch mịch. Diệp Húc trong lòng sinh ra cảm giác khó hiểu, thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy hai má ươn ướt. Hắn vội vàng chà lau, trong lòng sinh ra cảm xúc bất giác mà rơi lệ. Hắn cảm thấy cảm giác vô cùng tịch mịch. Hắn nhỏ giọng nói: Hiện giờ chi giao, hiện giờ là bạn tốt, tương lai ai có thể đồng hành với ta đây? Diệp Húc đứng dậy rời khỏi. Đúng là đối với phiến thiên cung thế giới này không một tia lưu luyến. Thần Dương Cung mặc dù tốt, nhưng một người cô linh đứng ngây ngốc ở đây là một thần vương một mình còn không bằng ở cùng một chỗ với bạn bè của mình. Tâm pháp vị thần vương áo trắng dốc lòng truyền thụ kia tên là Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh, hoàn toàn tu luyện đến tam dương cảnh tâm pháp. Môn tâm pháp này là một lối tắt thoát thai đổi nguyên, không cần sưu tầm sát khí mà lấy thuần dương linh khí tu luyện, thay đổi tính chất của nguyên thai, đem chân nguyên trong nguyên thai thay thành thuần dương khí. Diệp Húc nghĩ tới đây, nào Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh so với Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết cũng lại càng thêm cao minh. Nếu hắn dựa theo Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết tiếp tục tu luyện mà nói, cắn nuốt những nguyên thần của người khác, chung quanh sưu tầm sát khí, rèn luyện nguyên thai, nguyên thần, cũng có thể nguyên thần thoát thai mà ra, thành tựu đại vu. Tuy nhiên, môn tâm pháp mới Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh này lại cho hắn một con đường tắt khác, không cần tìm kiếm sát khí, chỉ cần từng bước thoát thai, hoán nguyên là được.
lấy thần dương linh khí tu luyện liền có thể làm cho thần dương no đủ. Hai loại tâm pháp này, trăm sông đổ về biển, Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết lại càng thêm bá đạo, cắn nuốt nguyên thần của người khác. Chỉ cần có đủ sát khí, tu thành thuần dương đầy đủ, mà Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh lại càng thêm bớt lo lắng, không cần phải tìm kiếm sát khí. Nếu là từ trước, hơn phân nữa sẽ tiếp tục dựa theo Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết tiếp tục tu luyện. Dù sao chỉ có thuần dương linh mạch bậc 9 mới có thể sinh ra thuần dương linh khí, rất là khó tìm. Nhưng hiện giờ đi vào Bắc Hải Biết Cảnh, ở trong mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này, chung quanh tràn ngập thuần dương linh khí, hoặc là ta có thể thử nghiệm tu luyện Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh. Môn tâm pháp này và Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh có nhiều điểm giống nhau, hay là hai loại tâm pháp này đều là cấm pháp tản thiên ư? Diệp Phúc sửa sang lại một chút tâm pháp mà thần vương áo trắng truyền thụ cho mình, lại buồn bực phát hiện trong đó cũng không có diệu quyết rèn luyện nguyên thần. Trước kia hắn đạt được tâm pháp bên trong Ngọc Lâu thường thường phụ thuộc vào phương pháp rèn luyện nguyên thần, ví dụ như Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải, Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh, mà lần này lấy được tâm pháp lại chỉ có Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh và thủ pháp luyện chế Di La Thiên Địa Tháp tiếp sau. Hắn cẩn thận suy tư một chút, lập tức giật mình tỉnh ngộ. Tu luyện tới tam dương cảnh đại thân, nguyên thần sẽ thoát thai mà ra, thành tựu đại vu. Lúc này, nguyên thần vu sĩ đã trưởng thành lớn mạnh. Vu sĩ tâm pháp thường thường đều là đào tạo nguyên thần. Nguyên thần hấp thu thuần dương khí, lúc này cũng đang rèn luyện cá. Bởi vậy tự nhiên không cần pháp môn rèn luyện nguyên thần làm cái gì cả, bởi vì tâm pháp của bọn họ chính là tâm pháp rèn luyện nguyên thần rồi. Diệp Phúc suy nghĩ thất thần, hắn thầm nghĩ: nếu như ta tu luyện tới tam thần cảnh, tam tướng cảnh, sau này Ngọc Lâu xuất hiện tâm pháp sẽ khắc trước rất lớn đây. Sẽ không lại xuất hiện pháp môn tu luyện chân nguyên, mà là nhằm vào nguyên thần, pháp tướng, pháp môn bất diệt. Cũng tức là nói, Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết đại biểu chính là tâm pháp tối cao, tu luyện chân nguyên, là tâm pháp tu luyện chân nguyên tới cực hạn, mà Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh là khởi điểm của tu nguyên nguyên thần. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, dường như mình đã cực cực khổ khổ vượt qua núi non trùng trùng điệp điệp đi tới đỉnh, nhưng lại phát hiện ra trước mắt một thế giới rộng lớn bắt ngắt chờ đợi hắn đi chinh phục, mà hiện giờ trên đỉnh này hoàn toàn là khởi điểm của một thế giới rộng lớn ở phía trước kia. Diệp Phúc cẩn thận cân nhắc quyển thứ nhất Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh. Môn tâm pháp này theo đuổi thuần túy, theo đuổi sự chấp nhất, chỉ tu luyện một nguyên thần, đem nguyên thần tu luyện tới vô cùng cương mãnh, vô cùng bá đạo. Nó hoàn toàn khác với Hạ Gia Nhất Thần Phân Hóa Kiều Đỉnh Kiều Nguyên, hay Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát của Thủy Hoàng Đế, Chu Thiên Nguyên Thần của Chu Thiên Tinh Cung, những tâm pháp theo đuổi nhiều nguyên thần. Môn tâm pháp này đi theo một hướng cực đoan, toàn tâm toàn ý theo đuổi nguyên thần hùng mạnh. Cái gì mà nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân đều là không cần, chỉ cần theo đuổi bản thân dũng mãnh, làm nguyên thần của mình tu luyện tới mạnh mẽ vô cùng. Tu luyện tâm pháp này, ý nghĩa Diệp Phúc phải hợp nhất 12 nguyên thần của mình lại, hóa thành một gốc cây ngọc thụ. 12 nguyên thai đồng thời trình hợp làm một, hóa thành một vòng mặt trời, một lòng đi tới tâm vô ngoại vật. Thế gian thật không ngờ là còn có loại tâm pháp bá đạo bậc này. Tu luyện tâm pháp này thì nhất thần phân hóa Hạ Gia không thể tiếp tục tu luyện. Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát của Thủy Hoàng Đế có thể tu luyện, nhưng chỉ có thể trở thành tâm pháp phụ thuộc. Tu luyện ra 12 hóa thân thần sát, tuyệt đối không thể phân cách nguyên thần của mình thành 12 phần. Diệp Phúc lý giải thấu triệt hoàn toàn Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh, lập tức tra ra làm như thế nào để mà luyện chế được Di La Thiên Địa Tháp. Đợi khi hắn xem các tài liệu cần thiết cho Di La Thiên Địa Tháp một lần, sắc mặt liền trở lên xanh mét. Cần bả nó chứ, không ngờ đều là cấp bậc tài liệu kim tinh khí tực nhưỡng, ta cũng không phải luyện chế cấm bảo, cần nhiều tài liệu tốt nhất như vậy hay sao? Đây không phải là bức ta đi cướp của giết người hay sao, bức ta đi cướp đoạt hay sao? Đúng vậy, đây là bức ta đi cướp đoạt rồi, còn bà nó chứ. Diệp Phúc căm giận mà nói: Di La Thiên Địa Tháp như trước vẫn lấy Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ làm gốc cơ bản, lấy tài liệu cấp bậc kim tinh khí làm tài liệu cơ sở xây dựng bảo tháp. Muốn làm bảo tháp hoàn toàn hoàn thiện còn cần phải tài liệu cấp bậc ngũ hành khí. Ngũ hành kim khí Diệp Phúc chỉ nhìn thấy xa xa một lần ở trong trụ quang đại trận vạn cổ ma vực mà thôi. Nó tản mắt ra ánh sáng nhiều màu, giống như cái đuôi của khủng tước bị giấu ở nơi sâu nhất bên trong trụ quang đại trận. Đây là tài liệu cao đẳng kim tinh khí, còn cao hơn cả tức những thế gian hãn hữu. Tuy nhiên, khi cách lâu như vậy,
chỉ sợ vạn cổ ma vực bảo vật đã sớm bị người cướp đoạt không còn. Ngũ hành kim khí kia chỉ sợ có biến thành vật của người khác rồi. Ngũ hành kim khí chỉ sợ cho dù là trong kho báu của Hoàng Tuyền Thánh Tông ta cũng không có nhiều. Mấy cái thứ này đều là tài liệu luyện chế cấm bảo. Thánh Tông ta lưu trữ loại tài liệu này cũng không dễ dàng lấy ra được cho ta luyện chế vu bảo đâu. Hiện giờ Di La Thiên Điện Tháp của ta mới là 9 tầng, khoảng cách 33 tầng còn quá sớm. Hiện tại bắt đầu sử dụng tài liệu luyện chế cấm bảo. Nếu tới trình tự cao hơn, vậy phải dùng đến tài liệu gì đây? Diệp Phúc biết đủ loại tài liệu, dựa theo phẩm bậc thì chưa làm 9 phẩm, trong đó ngũ hành kim khí là bảo vật cửu phẩm rồi. Di La Thiên Địa Tháp hiện tại đã dùng tài liệu cửu phẩm luyện chế. Tương lai, tài liệu còn cần phải cao thế nào nữa đây, chỉ sợ hắn cũng không thể nhận thức được. Kỳ thực, phương pháp đơn giản nhất đó là tìm được tòa bảo tháp của Di La Thiên Yêu Đế kia, lực bớt cho ta phải luyện chế. Tuy nhiên, lấy tu vi hiện tại của ta, cho dù là tòa bảo tháp ở trước mặt ta, chỉ sợ ta cũng không thể thu nó được. Thậm chí còn chưa tới gần biên giới bảo tháp, sẽ bị bảo tháp chấn cho tan xương nát thịt. Đừng nói ta, cho dù là vu hoàng, chỉ sợ cũng không thể tiếp cận được tòa bảo tháp kia thôi. Diệp Húc đúng là không thể nghi ngờ điểm này. Hắn ở trong bàn hoàng lăng đã từng chứng kiến khí tức của bàn hoàng lăng. Chỉ là cấm chế và uy áp bên trong hoàng lăng liền đã có thể khắc chế được cường giả tam bất triệt cảnh như Giả Lam Minh Tôn, làm cho Giả Lam Minh Tôn bị vây trong đó mấy trăm năm, gần như bị mài chết bên trong cấm chế. Có thể thấy được khí tức vu hoàng tột cùng hùng mạnh tới như thế nào. Mà Di La Thiên Địa Tháp Yêu Đế so với vu hoàng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hắn luyện chế chính là chứng đạo chi bảo, vu hoàng chỉ sợ tứ gần cũng bị đập vụn. Diệp Húc đi thẳng ra khỏi Ngọc Lâu, chỉ thấy Bạch Nam Hiên ngồi ở dưới gốc cây đại thụ thở hổn hển. Linh cứu thanh đăng bị hắn đặt sang một bên, quan tài mở ra. Giả Lam Minh Tôn đang thỏ cái đầu cực lớn của mình ra mà liếm liếm miệng. Minh Tôn à, ta đã sớm nói quá, ta có thể ứng phó được, ngươi sao lại ra tay? Bạch Nam Hiên oán giận nói. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Phúc từ trong Ngọc Lâu đi xa, không khỏi vui sướng vạn phần, kêu khổ lên tiếng. Diệp huynh, ngươi rốt cuộc cũng đi xa rồi, ngươi mau tới phân xử dùng ta đi. Vừa rồi ta rõ ràng có thể đối phó được mấy cao thủ Thái Cực Tông kia. Vốn ta đã áp chế bọn họ xuống rồi, làm cho bọn họ chịu thua. Người ta đã tính toán xin lỗi. Ý tứ của ta là nếu như xin lỗi, vậy thả bọn họ rời khỏi. Dù sao tất cả mọi người đều là đồng đạo bên trong giang hồ, oan gia nên giải, không nên kết. Minh Tôn lại thò một bàn tay ra từ trong quan tài, kéo bọn họ vào trong quan tài rồi ăn sạch sẽ kìa. Lão tử chưa ăn. Giả Lam Minh Tôn bắn ra bóng tay sắc bén như đao, cạo răng rồi nói, xoẹt. Móng tay của hắn lôi ra một cái giày bên trong hàm răng. Bạch Nam Hiên vội vàng nhặt giày lên kêu nói, Ngươi xem, đây là giày của lão tiên sinh Thái Cực Tông vừa rồi, ngươi còn nói là chưa ăn sao? Lão tiên sinh kia chỉ còn lại có một chiếc giày, Vậy người đi đâu rồi? Giả Lam Minh Tôn sắc mặt không tốt, dầm gì nói, lão Bạch, dựa theo quy củ ma tộc, người chiến bại sẽ bị đối phương ăn luôn. Diệp lão đệ à, người muốn phân xử ba người kia bị đánh bại có phải là bị ăn luôn hay không đấy? Diệp Phúc đầu lớn như cái đấu, nghe ý tứ của hai người bọn họ, có ba gã Thái Cực Tông cao thủ hướng Bạch Tam Hiên khiêu chiến, ngược lại thua ở trong tay của Bạch Tam Hiên, kết quả ba người này cúi đầu nhận thua, ngược lại bị Giả Lam Minh Tôn không khỏi phân trần, liền ăn luôn vào bụng. Bạch huynh, Minh Tôn là ma tộc Đại Minh Tôn Vương, quy củ của bọn họ khác biệt với của chúng ta. Diệp Phúc khuyên giải an ủi mà nói, bọn họ là thua ở trong tay của ta, muốn ăn cũng là ta ăn chứ, Minh Tôn ngươi ăn luôn bọn họ là như thế nào đây? Hắn sắc mặt đỏ lên, biện bạch nói, đây không phải là ngươi mời khách hay sao? Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu mà. Giả Lam Minh Tôn cũng hiểu được việc đối lý, nhỏ giọng lên tiếng, đợi cho lão tử trở lại Diêm La Thần Điện, mời ngươi ăn no, 10 người hay là 8 người đều không thành vấn đề gì cả. Bạch Nam Hiên trợn mắt nhìn hắn. Giả Lam Minh Tôn hơi ngượng ngùng chui vào bên trong quan tài, không hề để ý tới hắn nữa. Bạch Nam Hiên tiếp tục trợn mắt nhìn, sau một lúc lâu chỉ thấy một bàn tay to lặng lẽ từ trong quan tài chui ra, sờ sờ chung quanh, rút cuộc sờ tới cái nắp quan tài, ầm ầm che cái nắp quan tài lại. Bạch huynh, cái con mọt sách này thật không ngờ làm cho Giả Lam Minh Tôn cảm thấy lương tâm bất an, thật sự là một chuyện ngạc nhiên mà. Diệp Húc lắc lắc đầu cười khổ, đột nhiên chỉ nghe thấy từ xa xa giống lên một tiếng hí rất to. Mặt đất kịch liệt run run, dường như có một đầu quái vật thật lớn đang hướng tới nơi này. Trong lòng của hắn khẽ rung động, vội vàng hướng Bạch Nam Hiên đánh một cái ánh mắt. Hai người vội vàng nấp sau một cây cao.
chỉ nghe thấy tiếng bước chân rầm rập càng ngày càng gần, cũng không có thấy yêu thú trải qua nơi này. Diệp huynh, chúng ta có phải đang nghi thần nghi quỷ hay không vậy? Bạch Nam Hiên không kìm nổi mà hỏi. Chớ có lên tiếng. Rầm. Một cây cột to đùng để lông mao mượt mà từ trên không hạ xuống, hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Đây là chân trước của cự thú. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng trùm lên bọn họ. Đây là cái bụng của cự thú. Đầu cự thú này hiển nhiên cũng là một yêu tộc viễn cổ, thân hình cực kỳ khổng lồ, quanh thân tràn ngập một cỗ khí tức tới từ viễn cổ man hoang. Vài bước đã đi tới vài dặm, hướng tới xa xa mà chạy. Diệp Phúc và Bạch Nam Hiên đi ra khỏi cây cao, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cự thú kia cao tới ngàn trượng, dài 5-6 dặm, không khỏi chực chực lấy làm kỳ lạ. Loại cự thú này thực lực chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn cả đại vua Tam Thần Cánh không biết bao nhiêu lần, gần như có thể dẹp ngang cao thủ Tam Thần Cánh. Trong Bắc Hải Bí Cảnh không ngờ còn có loại dị thú khủng bố như thế này sinh tồn. Chẳng lẽ là di loại được lưu lại từ trong Tam Thập Tam Thiên bị hủy diệt hay sao? Diệp Phúc nghi hoặc nói. Bạch huynh, người nói không có khả năng. Nghệ Hoàng phải những cự thú này tới trông coi Bắc Hải Bí Cảnh cũng là viễn cổ dị chúng bên trong Bắc Hải Bí Cảnh sao? Rất có khả năng. Bạch Nam Hiên gật gật đầu nói. Nơi này là mảnh vỡ của cổ thiên giới. Trong thiên giới tồn tại sinh vật mạnh mẽ như vậy cũng không có gì thần kỳ cả. Không biết từ khi nào ta mới có thể giống như chúng nó được đây. Vù. Trong tầng mây giữa không trung, đột nhiên một bộ móng vuốt cực lớn xuất hiện, tìm tòi xuống dưới, bắt lấy đầu cự thú kia phóng lên cao. Đầu cự thú vừa rồi uy phong lẫm lẫm, thế nào mà hiện giờ lại bị hai bộ móng vuốt này bắt lấy, bị chảo vỡ đầu ngay tại chỗ, lập tức mất mạng. Lập tức trên không trung xuất hiện một cái đầu chim thật lớn, dùng sức mổ một cái lên mổ lấy thi thể của cự thú, ngửa đầu nuốt vào. Con chim khổng lồ này cao giọng kêu to, hiển nhiên cực kỳ vui mừng, triển khai hai cánh như hai đám mây đen, cuồng phong rít gào hướng bên này mà bay đi. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên nhìn xem mà nghẹn họng chân chối, chỉ thấy con chim khổng lồ bay tới tốc độ cực nhanh. Lại vào lúc này, trong rừng rậm cách bọn họ không xa, đột nhiên một đạo kim quang huy hoàng bắn ra, hình dạng như tiễn xuyên thủng thân hình khổng lồ của con chim kia. Chim khổng lồ rên rỉ ầm ầm từ trên trời rơi xuống, rơi tới địa phương cách hai người bọn họ hơn 10 dặm. Theo quán tính, thân hình của nó tiếp tục trượt về phía trước, đụng vào mấy tòa núi lớn, đụng vỡ vô số cây cối. Thân hình nó thực sự khổng lồ, làm cho cả tòa núi rừng ở phía trước mắt Diệp Húc bị phá hủy, vẫn chảy xuống dưới chân bọn họ, khó khăn lắm mới dừng lại được. Diệp huynh, con chim này thực sự rất cứng rắn. Bạch Nam Hiên sắc mặt đột biến, thấp giọng mà nói. Vừa rồi ta cùng ba vị Thái Cực Tông lại vô động thủ, vô pháp oanh xuống mặt đất, chỉ có thể lưu lại một cái hố nông đông thôi. Mà con chim này rơi xuống từ trên cao, thật không ngờ là có thể săn bằng một tòa núi lớn. Thân hình của nó mạnh mẽ tới cực điểm, viễn cổ cự thú ở thiên giới cũng quá mạnh mẽ rồi. Diệp Phúc nâng tay chụp mạnh xuống đất, chỉ nghe thấy rầm một tiếng nổ, mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu hơn 10 mét. Hắn không khỏi nhíu mày. Bạch Nam Hiên nói rất đúng, mặt đất nơi đây tuyệt đối cứng rắn tới đáng sợ. Nếu ở thế giới vô hoang, hắn một trường tuyệt đối có thể đánh sập một tòa núi lớn. Mặt đất bị đánh rạn nứt, mà ở trong Bắc Hải Bí Cảnh lại có thể chỉ tạo ra được một hồ nước nho nhỏ. Mà thi thể của con chim này lại có thể đẩy bằng một tòa núi lớn, có thể thấy được khí lực của viễn cổ cự thú là dũng mãnh ra sao. Thi thể con chim này là một kiện bảo bối, đủ để luyện chế được một kiện vũ bảo mạnh mẽ cực điểm. Bạch Nam Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chim khổng lồ này phơi thây trước mặt bọn họ, giống như một tòa núi lớn, lông mao của nó rạng rỡ kim quang, có vẻ sáng bóng như kim loại, rất là cứng rắn. Diệp huynh, ngươi muốn thi thể con chim này sao? Hắn đúng là rất động tâm với con chim khổng lồ này, tuy nhiên lễ phép hắn vẫn quay sang nói với Diệp Phúc. Diệp Phúc lắc đầu cười nói, Bạch huynh, cũng là ngươi nhận lấy đi thôi. Bạch Nam Hiên vui vẻ, vui mừng dị thường, vội vàng huy tay áo một cái, làm cho con chim khổng lồ này bị thu vào trong tay áo của hắn. Diệp Phúc cười nói, ta muốn chính là lấy cái đồ vật xử lý con chim khổng lồ này. Một đạo kim quang vừa rồi giết con chim khổng lồ, hơn phần nữa là một kiện vũ bảo, uy năng xúc phát ra có thể bắn chết được đầu cự thú này. Bạch huynh có thể nhìn thấy được hình dạng của đạo kim quang này sao? Bạch Nam Hiên lập tức tỉnh ngộ, nếu so sánh với xác chết của chim khổng lồ mà nói, bản thể của đạo kim quang kia mới chân chính là thứ tốt. Đầu chim khổng lồ này khí lực mạnh mẽ thái quá, nhưng là chết ở dưới kim quang. Có thể thấy được đạo kim quang đó phát ra phải mạnh hơn con chim khổng lồ này không biết bao nhiêu lần. Vừa rồi mơ hồ là nhìn thấy đạo kim quang này hình tiễn ở trong thung lũng cách không xa nơi chúng ta đang đứng kìa.
Hai người liếc nhau, chạy nhanh về phía trước. Tuy rằng khí lực của thiên giới Thái Hoàng Thiên hạn chế bọn họ không thể phi hành, nhưng tốc độ của hai người cực nhanh, không quá lâu liền đi ra vài trăm dặm, đi vào trong phiến thung lũng kia. Diệp Phúc và Bạch Nam Hiên đi lên đỉnh núi, hướng vào trong cốc nhìn lại, chỉ thấy trong cốc nồng đậm thần dương linh khí tới cực điểm, trắng phao một mảnh, giống như là mây mù. Những linh khí này thậm chí nồng đậm tới cực điểm, hình thành một mảnh hồ bạc. Mà trung tâm hồ nước này có một hòn đảo đơn độc, cắm một cây kim tiễn, chỉ còn lại cái chuôi. Bên cạnh tiễn còn dựng thẳng một tòa bia đá. Diệp Phúc và Bạch Nam Hiên chạy xuống, đi vào bên cạnh hồ nước. Chú Mục nhìn lại, chỉ thấy trên bia đá viết vài chữ cổ truyện: Nghệ bắn giết bá hạ như thế. Bên hồ tản mắt ra một cỗ khí tức làm cho người ta phải sợ hãi. Khí tức này cực kỳ bá đạo, tràn ngập cảm giác bá đạo muốn hủy diệt tất cả, thậm chí chấn áp cả nguyên thần và thân thể của Diệp Phúc cùng Bạch Nam Hiên, khiến cho bọn họ bước đi cực kỳ gian nan. Chẳng lẽ kim tiễn này là một kiện cấm bảo không trọn vẹn ư? Bạch Nam Hiên sắc mặt hoảng sợ, thất thanh nói: Không có khả năng, cho dù là Nghệ Hoàng thượng cổ Vu Hoàng như vậy cũng không có khả năng tùy tiện để cấm bảo mình vất vả luyện chế ném ở trong này. Ta cảm thấy cũng không có khả năng. Diệp Phúc lắc đầu cười nói: Nghệ Hoàng bắn chết một đầu bá hạ, sau đó lưu lại một kiện cấm bảo làm lưu niệm hay sao? Tuy nhiên hắn giết chết bá hạ, bắn chết bá hạ hẳn là không phải đầu mãnh thú viễn cổ bình thường. Nếu không, Nghệ Hoàng sẽ không lưu lại tấm bia đá ghi lại việc quan trọng này. Diệp huynh, trong tấm bia này phân nửa là có bài văn chương. Bạch Nam Hiên rầm rầm một tiếng, tế khởi tranh cuốn, lẩm nhẩm không ngừng. Già Lam Minh Tôn từ trong quan tài ngó mặt ra ngoài, sắc mặt âm tình bất định. Hắn trầm giọng nói: Đây đích thực là khí tức của cấm bảo. Tuy nhiên, kim tiễn này không phải là cấm bảo đầy đủ, chỉ là một bộ phận tạo thành cấm bảo đầy đủ mà thôi. Trong đó ẩn chứa 1/10 cấm pháp. Hơn nữa, kim tiễn này chưa hoàn toàn ngủ say, còn có 1/ uy năng của cấm bảo. Chúng ta tốt nhất không cần phải đi qua, nếu không cái kim tiễn này bùng tính, chỉ sợ ngay cả ta cũng không thể chống lại được kìa. Xâm nhập vào Bảo Sơn sao có thể quay về tay không được? Diệp Phúc chân dẫm lên mặt hồ, chống lại áp lực mà kim tiễn tản mắt ra, hướng tới đảo nhỏ giữa hồ. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất không phải là lai lịch tấm bia đá kia, mà là kim tiễn trên đảo nhỏ này. Kim tiễn này phát ra tiên khí, ngay cả viễn cổ cự thú cũng có thể bắn giết dễ dàng. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật có uy năng như vậy. Bản thể kim tiễn uy năng khẳng định là càng thêm dũng mãnh, cho dù không phải là cấm bảo, thấp nhất cũng là bất diệt chi bảo. Diệp huynh, ngươi xem nơi này này. Bạch Nam Hiên rốt cuộc cũng tìm được cái gì đấy, đuổi theo Diệp Phúc cười nói. Diệp Phúc dừng chân nhìn lại, chỉ thấy Bạch Nam Hiên tế khởi bức họa cuốn, một đoạn yêu văn lơ lửng phía trên bức họa. Thật đáng tiếc hắn không nhận ra được một chữ nào cả, chỉ có thể trừng to mắt nhìn, chờ đợi Bạch Nam Hiên giải thích cho mình. Bức họa cuộn của Bạch Nam Hiên bao trùm toàn diện, tri thức cả bên trong quả thực bao hàm toàn diện, cái gì cần cũng có. Diệp Phúc đúng là cực kỳ tò mò với lai lịch của bức họa cuốn này. Trên này có viết: Vũ Hoàng người xưng là Đại Vũ, tức là cá lớn. Phụ thân của Vũ Hoàng tên là Cốn, cũng có ý là cá lớn. Đây là do nguyên thần của bọn họ cùng một mạch đều là con cá lớn cả. Trong sách có nói Cốn không phải là phàm nhân, là con trai của thiên giới thần vương Chuyên Húc kia. Ông nội của Vũ Hoàng Chuyên Húc thần vương nguyên thần chính là viễn cổ cự thú Bá Hạ. Vũ Hoàng khi thống nhất thiên hạ, thành lập hoàng triều, đặt tên là Đại Hạ. Đại Hạ Bá Hạ chính là hài âm, cái gọi là Bá Hạ chính là ý tứ chỉ Bá Hạ. Đại Hạ bá chủ thiên hạ, bởi vậy Bá Hạ chính là vật tổ của hoàng triều Đại Hạ. Bạch Nam Hiên khép lại bức họa cuộn tròn rồi lại trở thành một cuộn tranh cuốn như cũ, nhìn về tấm bia đá, trầm ngâm nói: Diệp huynh, Nghệ Hoàng bắn hạ Bá Hạ lập bia như thế, chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Nghệ Hoàng bắn giết Bá Hạ hẳn là sinh linh kỳ lạ do ý chí bất tử của Đại Hạ hoàng triều ngưng tụ lại mà thành. Nghệ Hoàng giết Bá Hạ lại đem căn cơ Đại Hạ hoàng triều đoạn đi, làm cho vận mệnh quốc gia Đại Hạ càng ngày càng lộn bại, cuối cùng thì bị Thang Hoàng lật đổ. Bạch huynh, cái con mọt sách này quả như là hữu dụng mà. Diệp Phúc nghe tới đó cẩn thận trở về chỗ cũ, trong lòng không khỏi suy nghĩ thầm nói. Bạch Nam Hiên giải thích làm cho hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Người Hạ gia kiêu ngạo vô cùng, không chỉ bởi vì tổ tiên bọn họ từng thống trị thế giới, thành lập Đại Hạ hoàng triều, hơn nữa bởi vì bọn họ có huyết thống thần vương. Thần vương là loại nào cao quý đây, gần với thiên đế. Vũ Hoàng thành lập ra Đại Hạ hoàng triều, lấy Bá Hạ làm vật tổ, ý muốn làm bá chủ thiên hạ, chưa chắc đã không có ý tứ muốn tái hiện lại vinh quang tổ tiên
chuyên hút thần vương trong đó. Mà đại hạ hoàng triều bị nghệ hoàng đánh cắp vận mệnh quốc gia, chiếm cứ thiên địa, dương tam đỉnh. Vận mệnh quốc gia bị xói mòn, không còn cảnh tượng như trước nữa. Nghệ hoàng lại bắn chết bất tử ý chí của đại hạ hoàng triều là bá hạ bên trong Bắc Hải biên cảnh, hoàn toàn làm mất đi định quốc vận của đại hạ. Mặc dù đại hạ hoàng tộc có Thiếu Khang Phu Hoàng chém giết nghệ hoàng, tái hiện Thiếu Khang thịnh thế, cũng không thể kéo dài vận mệnh quốc gia, rốt cuộc bị Thăng Hoàng lật đổ, thành lập ra Đại Thương hoàng triều. Đây là tranh đấu của các tuyệt đại cường giả cấp bậc vua hoàng, ý nghĩa sâu xa, người thường khó có thể tưởng tượng. Phải thật cẩn thận trở lại chỗ cũ một phen mới có thể lý giải được ý tưởng của bọn họ. Tuyệt đại cường giả cấp bậc vua hoàng không dễ dàng mà ra tay, nhưng mỗi một lần ra tay sẽ có ngụ ý sâu xa. Cảnh giới như ta là không thể tưởng tượng được. Đây là một loại cảnh giới chỉ có thể đứng ở độ cao này, chỉ sợ mới có thể nhìn ra được suy nghĩ của bọn họ thôi. Diệp Húc nắm chuyện nghệ hoàng và đại hạ hoàng triều ra sau đầu. Đối với hắn mà nói, kim tiễn do nghệ hoàng lưu lại này mới là đáng quan trọng. Hai người chịu áp lực cực lớn đi lên đảo nhỏ, chỉ thấy đảo nhỏ này trụ lùi không có một gốc cây ngọn cỏ nào cả, mà kim tiễn kia thì cắm ở trung tâm của đảo nhỏ. Tới phía trên đảo nhỏ, áp lực mạnh làm cho bọn họ nửa bước cũng khó đi. Chẳng những nguyên thần bị khí tức kim tiễn áp chế chấn áp, thậm chí ngay cả thân thể của bọn họ cũng bị áp chế, giống như phải khiêng mấy ngàn tòa núi lớn. Bước đi mỗi bước, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng lách cách rung động. Kim tiễn này cắm ở giữa đảo nhỏ, thân tên thẳng tắp giống như một cây cột màu vàng, hai ba người mới có thể ôm hết được. Trên thân tiễn thỉnh thoảng phát ra những tiếng, những phù văn thật nhỏ, mỗi một phù văn đều phức tạp vô cùng. Diệp Húc ngước mắt nhìn lại một phù văn ở trong đấy, chỉ thấy trung tâm phù văn này không ngờ có hàng vạn trận pháp. Pang pang pang, từ đám phù văn nổ tung, hư không bùng nổ dập nát, xuất hiện một đám hắc động thật nhỏ. Chính là kim tiễn này không lâu trước đã bắn ra tiễn khí màu vàng kim, bắn chết con chim khổng lồ kia. Diệp huynh, nghệ hoàng luyện chế cấm bảo tên là xạ thật cung, xạ nhật cung bộc phát ra uy năng ngay cả mặt trời cũng có thể bắn hạ, uy lực vượt xa cấm bảo bình thường. Bạch Nam Hiên ngơ ngác nhìn kim tiễn này, rồi lại tế khởi tranh cuốn, lẩm nhẩm nhỏ giọng thì thầm gì đấy. Hắn nói, chẳng lẽ đây là một mũi tên trong bộ cung tiễn của xạ nhật cung sao? Diệp Húc tay nâng linh cứu thanh đăng, đi nhanh tới bên phía kim tiễn, trầm giọng nói, Bạch huynh, ngươi ẩn tại chỗ này đợi ta đi, ta đi nhổ tiễn này lên. Già La Minh Tôn từ trong quan tài ló đầu ra, cả giận nói, khốn kiếp mà, buông lão tử ra ngay, ngươi đi lấy kim tiễn liên quan cái rắm gì tới lão tử đây, vì sao muốn kéo ta theo? Minh Tôn, chúng ta là huynh đệ tốt không cầu sinh cùng năm, thế nhưng cầu chết cùng năm kìa. Diệp Húc cười tủm tỉm nói rằng, lại nói, ngươi dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn một mình ta đi chịu chết được chứ. Truyền ra ngoài thì có vẻ như ngươi không có nghĩa khí thì phải. Ta cầu cái chó má gì chứ, cái gì mà cùng năm cùng tháng, chết cùng ngày cùng tháng đây. Lão tử thích dõi mắt nhìn người ta chết đi kìa, nhất là ngươi. Già La Minh Tôn trợn mắt nhìn hắn mà nói, người rõ ràng là không nắm chắc tới được bên cạnh kim tiễn, tính toán lấy lão tử và khẩu quan tài này làm tấm mộc, lão tử đi quốc trong bụng ngươi rồi. Bạch Nam Hiên khuyên nhủ, Minh Tôn, Diệp huynh nhân tâm nhân hậu, sẽ không lấy ngươi làm lá chắn đâu. Ngươi thì biết cái gì, tiểu tử này nếu được một nửa như lời của ngươi nói, cho dù là thương thiên cũng phải mở mắt kìa. Minh Tôn, ngươi coi thường tiểu đệ quá rồi. Tiểu đệ với ngươi tỉnh như thủ túc tay chân, làm sao coi ngươi như tấm lá chắn được. Không xong rồi. Diệp Húc nói tới đây, đột nhiên kim tiễn dường như cảm thấy có người đang tiếp cận mình, kim quang đại phóng, vô số ký hiệu từ trong tiễn lao ra, hóa thành những đạo tiễn khí màu vàng bắn thẳng tới hai người. Hắn không chút nghĩ ngợi nhấc quan tài lên chắn. Còn bà nó chứ, ta biết kết quả là như vậy mà. Già La Minh Tôn mắng một câu, vội vàng vắt lấy quan tài, toàn thân khởi động chân nguyên, hắn bất chấp tất cả đưa vào trong quan tài, cự mộc hoành không bảo vệ trước người của hai người. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.